cho Ly tổng chào hết mọi người nhé. Thì Ly đã làm hai cái like nói về tên Ba Sọc Hà Văn Sơn rồi, và Ly nghĩ là đủ rồi, Ly không nói nữa. Nhưng mà thứ nhất là hôm nay có một cái anh đó, anh gửi cho Ly một cái clip mà trong đó Hà Văn Sơn nói rất là tục tiểu. Ly có thể thuật lại nguyên văn một đoạn cho quý vị nghe, xong rồi Ly sẽ đọc cho quý vị nghe tiểu sử Hà Văn Sơn để quý vị thấy cái này chưa bao giờ quý vị biết đâu. Hà Văn Sơn nói này nhé quý vị. Ông Hà Văn Sơn đang, xin lỗi cho Ly dùng nguyên văn nhé, xin lỗi trước nhé. Ông Hà Văn Sơn đang ỉa vào não của bọn con cháu thằng Hồ Chí Minh đấy. Đúng là thứ không não. Một cái người mà tự cho là sống ở một đất nước văn minh quý vị, rồi tự xưng là biệt kích gì gì đó, mà chỉ vì có những cái phát ngôn mà hầu như ai cũng ghét, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, và kể cả những người cùng phe với ổng không ai ưa ổng luôn quý vị. Mà giờ ổng ấy dùng rất nhiều từ mà ổng xúc phạm hồi trước, thì có một cái thì ổng nói là ổng không dùng ông, không dùng gì hết, ổng dùng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh từ những năm 1924 là làm tay sai cho ai, ý là hợp tác với những nước nào. Hà Văn Sơn không khác gì Hồ Chí Minh hết á, tức là nó so sánh vậy nhá quý vị, nó so sánh việc nó làm tay sai cho Mỹ với việc Bác Hồ gia nhập những cái đảng như là Đảng Cộng sản Pháp, hay là tham gia vào cái tổ chức Cộng sản quốc tế là tay sai quý vị. Và hôm nay với cái comment này mà nó chửi rất tục tiểu, thì Ly sẽ đọc cho quý vị nghe một cái đoạn này. Mời quý vị nghe một cái đoạn này nhé. Hồ sơ tội ác của Kim Âu Hà Văn Sơn, cái này là những người cùng ở tù, những người lính Việt Nam Cộng hòa cùng đi cải tạo chung với Hà Văn Sơn họ viết ra. Mời quý vị nghe. Những hồ sơ tội ác của Kim Âu Hà Văn Sơn số 1, nhiều lắm. Quý ông biệt kích thật cho biết những khẩu vị của phường Hạ Tiện tiếm danh biệt kích Kim Âu Hà Văn Sơn như sau. Thì có một đoạn là nói 15 tuổi á, thì Hà Văn Sơn bỏ nhà đi lang thang xó chợ Đà Lạt. 17 tuổi thì Hà Văn Sơn đăng lính dân sự chiến đấu. Chưa được 3 ngày thì bị bắt, nhưng mà vẫn tự nhận là biệt kích cảm tử cơ đấy. Đó là nguyên văn cái lời ông này viết. Mới 15 tuổi Hà Sơn đã bỏ nhà đi lang thang xó chợ Đà Lạt. Năm 17 tuổi đăng lính dân sự chiến đấu. Chưa được 3 ngày thì bị bắt mà nhận mình là biệt kích cảm tử cơ đấy. Sống trong tù thì dã man, nghe cái đạo đức tư cách của một con người mà bây giờ luôn luôn lên trên mạng chửi hết người nọ tới người kia, chửi từ người già đến người trẻ, chửi từ trong nước đến nước ngoài, chửi từ người bên kia, phe bên kia cho lẫn đồng đội. Thứ nhất nè, vẩy nước đái vô mặt thầy giáo Triệu Chí Kiên, đó là lúc ở trong tù nhé quý vị. Thấy tù nhân Nguyễn Đức Hoàng đau bô tử rên la thì rủa nè, sao không chết đi cho rảnh, rồi mỉm cười đắc chí đánh đập tù nhân Nguyễn Công Thành và nói: tao là đại diện của chính quyền, thằng nào chống sẽ biết tay tao. Vì tham miếng ăn dơ bẩn, vấy máu bạn tù, nên khi có 3 thằng tù dự định trốn trại, liền bị Hà Văn Sơn báo cáo để lãnh 15 đồng tiền thưởng ăn bữa phủ phê một trong 3 nạn nhân đã chết. Khi ra tù thì Hà Văn Sơn đã đập bố là Hà Văn Cầu, tức là bố của Hà Văn Sơn tên là Hà Văn Cầu. Đập bố là Hà Văn Cầu chảy máu đầu để đòi lại tiền tử tuất nhỏ nhoi. Khi dẫn gái về nhà thì nói dối mẹ mình là con ở giúp việc nhà, dẫn đến chuyện loạn luân vì con ở giúp việc cho nhà cậu chủ Hà Văn, cho nhà cậu chủ Hà Văn Sơn, hoàn cảnh vô phèn. Có những cái từ trong này Ly đọc Ly hiểu nhé. Hoàn cảnh vô phèn ở Việt Nam, bà con ở này có thể bị cậu chủ đè ngửa ra mỗi khi lên cơn điên. Mua súng dòm tức là khi ra tù nha quý vị. Mua súng dòm nè, học đậu tú tài trong một kép nha quý vị. Nên tái tù trong nhà lầu 3 tầng thêm 5 năm.
À, đấy là những cái điều mà người ta tố Hà Văn Sơn, đây là nguyên văn để Ly đọc cho quý vị nhé. Quý ông biệt à, mới đoạn này để Ly Ly đây. À, ông biệt kích Như Ánh tố cáo thêm Hà Văn Sơn còn trẻ, khỏe mạnh, đã gian lận khi khai xin tiền bệnh SSI. Thì giờ rảnh rỗi làm báo chính nghĩa, tức là lúc này qua Mỹ rồi, thâu tiền quảng cáo, khoe khoang vợ Kim Âu chạy xe Toyota, rồi con gái thì chạy xe gì á, còn Hà Sơn thì chỉ mới dám chạy chiếc Lincoln gì đó. Dựa tưởng ai, hóa ra chú Kim Âu lừng danh hủi nổ, đầu trâu óc lừa. Người ta nói vậy nha quý vị. Thuốc đắng giả tật, bài học cho Kim Âu Hà Văn Sơn. Ông này là biệt kích Trần Văn Quý viết này. Chuyện xảy ra vào khoảng 1970. Chúng tôi đang bị giam tại nhà tù Phong Quang, Lào Cai. Một buổi trưa hè nóng nực, trong dãy nhà xây gạch mái ngói với sàn ngủ 2 tầng, gọi là phòng số 4, biệt kích Phạm Ngọc Ninh vừa ở nhà kỷ luật về phòng sau một thời gian khá dài bị cùng vì cái gọi là tội chống đối. Thân hình gầy tong teo, mặt nhợt nhạt, cổ chân còn lở loét vì cùng, trông Ninh rũ rượi như con ma đói. Lý Kiến Đông là người Hoa sinh trưởng tại Chợ Lớn, còn nhỏ tuổi lắm, gầy và thấp. Kiến Đông bị bắt tại biên giới Lào cùng nhóm với Kim Âu Hà Văn Sơn và 8 người nữa, giam chung phòng với biệt kích Nhảy Bắc. Nhảy Bắc tức là tung ra miền Bắc đó quý vị. Cùng giam chung phòng với biệt kích Nhảy Bắc chúng tôi. Ninh đang nằm thở vì đói, mệt, chợt thấy Lý Kiến Đông vừa la vừa khóc. Kim Âu Hà Văn Sơn thì đang nạt nộ hùng hổ. Vào trong tù là Hà Văn Sơn á, là mua chuộc, nịnh bợ cán bộ đấy, để được làm giống như là quản lý lại mấy cái ông cũng bị cải tạo quý vị. Hà Văn Sơn đang nạt nộ hùng hổ, Ninh nổi cơn thịnh nộ, nhảy xuống đất, lao thẳng vào Kim Âu, cho một đấm trời giáng vào mặt. Kim Âu chúi vào góc phòng không ngóc lên được. Anh em trong phòng can ngăn nên Ninh lại leo lên giường nằm, nằm thở vì đói và mệt. Lý Kiến Đông được giải phóng khỏi áp bức từ đó, tức là trước đây là Hà Văn Sơn độc chuyên ăn hiếp Lý Kiến Đông. Bây giờ nhờ ông Ninh mà Lý Kiến Đông hết bị Hà Văn Sơn áp bức. Hiện nay Lý Kiến Đông đang sống tại Việt Nam vì cả nhóm 10 người là toán lôi hổ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bắt tại Lào nên được trao trả vào năm 1973 theo tinh thần Hiệp định Paris. Kim Mao Hà Văn Sơn đáng lẽ cũng được trao trả như 9 người kia, nhưng vì Hà Sơn thay đổi lập trường, quay ngược 180 độ, đã không còn chịu hợp tác với cán bộ trại tù như trước, lại còn lớn tiếng chửi bới Cộng sản vào thời gian gần ngày trao trả, nên Hà Sơn để lập thành tích chống Cộng trước khi trở về miền Nam. Nên Sơn bị giữ lại và sau này được trả tự do cùng với đợt đầu tiên của biệt kích Nhảy Bắc năm 1982. Trước khi Trung Cộng đánh vào vùng biên giới Việt Bắc năm 79, chúng tôi được chuyển vào các nhà tù Thanh Hóa trại số 5, còn gọi là trại Lam Sơn. Một buổi sáng Chủ nhật, biệt kích Ngung đang hớt tóc cho biệt kích Lực. Có một số biệt kích khác đang quanh quẩn gần đó. Chợt thấy Kim Mâu Hà Văn Sơn đi qua với thái độ nghênh ngang, dương dương tự đắc, miệng nói lời sắc sược. Đã từ lâu anh em đang đợi cơ hội trừng trị tội cáo cày của Hà Văn Sơn đó quý vị. Tức là chuyên đi mét, mở ngoặc này, báo cáo cán bộ về đồng đội, đóng ngoặc, có nghĩa là trong đồng đội của mình đó, làm cái gì là Hà Văn Sơn đi báo cáo cán bộ để lập thành tích quý vị. Nó một con người có đạo đức như vậy á. Lực thấy thế giận quá, đứng phát dậy, cầm chiếc ghế đang ngồi hớt tóc đập mạnh vào đầu Hà Sơn. Mấy anh biệt kích đã ngấm ngầm chịu đựng, nhân cơ hội này nhảy vào đánh Hà Sơn lia lịa.
Chính vì nhiều người nhảy vào đánh, người này vướng tay người khác nên Hà Sơn thoát chạy vụt ra cổng trại. Nơi đó có lính gác và có cán bộ ngồi túc trực. Hà Sơn vừa chạy vọt ra khỏi nơi bị đánh, xui xẻo nên gặp ngay biệt kích Lầu Chí Chăn. Anh Chăn nổi tiếng là người khỏe mạnh nhưng rất hiền lành, không bao giờ giận dữ hoặc lớn tiếng với ai. Vậy mà lúc thấy Hà Sơn máu chảy ròng ròng từ trên đầu xuống, chạy ngang qua mặt, anh Chăn cũng phải cho Hà Sơn một cú đá vào bụng. Hà Sơn còn khỏe mạnh vì không bị đói như anh em, nên bình phục sau 2 tuần nằm nghỉ trong bệnh xá của trại. Chưa hết, vào bệnh xá nằm, Hà Sơn lại bị tu sĩ Nguyễn Thanh Đương, một thầy sáu bên đạo Công giáo quý vị, tại giáo phận Nghệ An, bị tù không biết bao lâu nhưng trước chúng tôi nhiều lắm. Thầy Đương thấy thái độ của Hà Sơn ỷ vào cán bộ nên sức láo với mọi người. Ông nổi giận dùng chiếc nạng chống đập Hà Sơn. Sơn vừa bị đòn ở ngoài trại nên không dám đánh lại, bỏ chạy quanh bệnh xá. Thầy Đương vác nạng khập khiễng đuổi Sơn không được nên cũng thôi. Sau 2 tuần lễ nằm bệnh xá, Hà Sơn trở về phòng sống với anh em, tỏ ra biết điều hơn. Cán bộ trực trại lúc đó là thượng sĩ công an tên Dù. Cán bộ Dù gọi biệt kích lực ra hạch hỏi, mặc dầu anh em đánh Hà Sơn là trừng trị tội cáo cầy, tức là tội báo cáo với cán bộ. Nhưng biệt kích lực đổ tội cho Hà Sơn có thái độ thiếu giáo dục với mọi người, nhất là đối với người già, nên đánh Hà Sơn để răn đe, cho Hà Sơn trở nên người tốt. Có thế thôi. Thượng sĩ Dù trực trại điều tra, biệt kích nào cũng khai như vậy nên Lực thoát bị cùng về tội đánh Hà Sơn. Trong trại có một nhóm sĩ quan tình báo của Đài Loan, một nhóm người Hồng Kông sang Huế ký hợp đồng sản xuất quần áo cho quân đội Mỹ cũng bị bắt trong lúc di chuyển đường bộ từ Huế vào Đà Nẵng. Trong đó có ông Triệu Chí Kiên, thuyền trưởng, người có tư cách thường dạy Anh ngữ cho nhiều anh biệt kích và châm cứu giúp nhiều người đau ốm. Có lần ông Kiên đi đại tiện trong nhà cầu, Hà Văn Sơn chờ bên ngoài, bực tức nên vạch quần tiểu tiện vào đầu ông già Triệu Chí Kiên. Mỗi khi kể lại chuyện này cho người khác nghe, ông già Kiên vừa buồn tủi vừa uất ức nên thường ứa nước mắt. Ai nghe cũng ái ngại và căm ghét tên Hà Sơn bất nhân bất nghĩa. Nhưng Sơn có thế lực của cán bộ trại. Ông già Triệu Chí Kiên sau đó chết trong nhà tù. Một cái ông Sơn khác, là Sơn này là biệt hiệu của một thiếu niên. Hà Văn Sơn á, có một cái biệt hiệu của một thiếu niên du đảng tại Đà Lạt, đã từng bị cảnh sát bắt giam và trừng phạt. Thay vì tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời thì Hà Sơn lại ôm mối hận và quyết tâm trả thù cảnh sát bằng cách là đăng lính. Đăng lính để tìm cơ hội do số phận đẩy đưa. Chỉ trong 3 ngày từ lúc tình nguyện vào ngành dân sự chiến đấu, do ngân sách Mỹ đài thọ và được miễn quân dịch trong thời gian phục vụ, tại căn cứ Phú Bài bỗng nhiên một trung sĩ của lực lượng đặc biệt Mỹ cần người đi công tác, núm đầu Sơn, phát súng và dắt đi. Có nghĩa là hành trình mà Hà Văn Sơn đi lính là vậy đó quý vị. Mới đăng lính vào và người ta cần một người dạng như là đi để là hầu hạ đó. Người ta bắt đi, phát cho khẩu súng rồi bắt đi. Chỉ trong 3 ngày, cuộc đời Sơn thay đổi đột ngột. Từ một thiếu niên du đảng trở thành người mặc áo lính vì tư thù, rồi tới thân phận tù binh. Có nghĩa là Hà Văn Sơn đăng lính, đi lính không phải là vì lý tưởng, mà vì lúc làm du đảng á, bị người ta quắn, cho nên muốn đăng lính vào để có cơ hội trả thù cái người ta quắn mình. Sơn trưởng thành trong nhà tù, thay đổi đột ngột từ... Chỉ trong 3 ngày, cuộc đời Sơn thay đổi đột ngột, từ một thiếu niên du đảng trở thành người mặc áo lính vì tư thù, rồi tới thân phận tù binh. Sơn trưởng thành trong nhà tù và được cán bộ trại khai thác đúng tài năng thiên phú của Sơn và cho Sơn làm đội trưởng cai quản đám tù hình sự của miền Bắc.
Định mệnh đã an bài Sơn du đảng của miền Nam khi lên trại Phong Quang khoảng 1972 đã trở đi đã thông thạo nghề cáo cày, thâm thụt với cán bộ để báo cáo anh em, và qua chức đội trưởng đội hình sự, Sơn trở thành thủ lĩnh của giới côn đồ móc túi miền Bắc. Ai nói Việt Cộng ngu tôi không biết, nhưng riêng việc Việt Cộng biết chọn Hà Sơn, một tù binh, hay ít nhất Việt Cộng cũng gọi chúng tôi và cả Hà Sơn là tù chính trị. Hai loại tù chính trị và tù hình sự mặc quần áo khác nhau, quy chế khác nhau. Vậy mà Việt Cộng khi áp dụng sách lược dĩ độc trị độc đã không ngần ngại bốc ngay Sơn sang làm đội trưởng đội hình sự. Thế là trí khôn của Sơn được tôi luyện tinh hoa của cặn bã xã hội cả miền Bắc lẫn miền Nam. Nhân vật Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng nhờ nhặt banh mà phất lên cũng có ngày đứng trên kỳ đài vẫy tay trăm họ. Nhờ ông Tua Rin Sơn tìm thấy mảnh giấy của cha Hà Sơn ký nhận tiền tử tuất, tức là lúc mà chưa biết Hà Sơn sống chết như nào thì người ta trao tiền tử tuất cho cha của Hà Văn Sơn là Hà Văn Cầu á, ký nhận giấy tiền tử tuất vì con là Hà Sơn đã chết trong số 80 thùng hồ sơ về biệt kích và đưa vào hồ sơ trình thượng viện. Nhờ kết tên trong tấm giấy đó mà Hà Sơn được hỏi đến. Thật ra trong nhà biệt kích thì ai mà chẳng có giấy báo tử. Mảnh giấy đầu tiên tìm thấy và chỉ cần một mảnh là đủ. Vì thế Hà Sơn mới được gọi vào thượng viện để xác nhận mảnh giấy. Thấy mình có tên, tưởng là vận hội phất lên rồi, chắc là mà cha mình táng trúng hàm rồng rồi, nên được vua biết mặt, chúa biết tên. Máu lưu manh lường gạt vốn có trong người Hà Sơn bèn tính ngay nước cờ bịp và tuyên bố ầm ĩ là mình vào quốc hội điều trần. Và mình đã chứng minh là mình đã chiến đấu để giải trừ cộng sản trên toàn thế giới, làm cho Quốc hội Mỹ phải lần đầu tiên vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng đồng minh. Quả thật là to gan, điếc không sợ súng. Ấy là Hà Sơn không nói được tiếng Mỹ mà còn dám cả gan bịp như vậy đấy. Khi mặt nạ đã bị lột trần, Hà Sơn vẫn còn trân tráo, thời buổi chống khủng bố nên không ai dám đụng đến Hà Sơn. Việc răn đe của anh em biệt kích không thể áp dụng như xưa, nên Hà Sơn còn tiếp tục lộng hành. Âu bây giờ cũng là thời đại của Hà Sơn, nhưng chúng tôi cương quyết không để cho cộng đồng bị Hà Sơn lường gạt như Hà Sơn đã lường gạt Việt Cộng. Quý vị nghe nhé, Hà Sơn đã lường gạt Việt Cộng chứ không phải là vậy, chứ vẫn chửi Việt Cộng là gian manh xảo trá, rồi nói cái là Việt Cộng không thả ra 573 là gian manh rồi lọc lừa đấy. Quý vị, cái live trước Ly có nói đấy. Nhưng chúng tôi cương quyết không để cho cộng đồng bị Hà Sơn lường gạt như Hà Sơn đã lường gạt Việt Cộng trong nhà tù. Biết rõ dã tâm của Hà Sơn là ngụy tạo thành tích chống cộng, thay đổi lý lịch để leo lên sân khấu chính trị kiếm chác. Nhờ to mồm la làng chống cộng để mon men tới nơi hội hè, giống như khi xưa ở trong nhà tù cổng trời, chiều tối tất cả phải vào phòng khóa cửa lại, thì một mình Hà Sơn tay cầm sấp giấy và cái bút chì đi đi lại lại trong sân như một nhân vật quan trọng. Vì lúc đó Sơn đã mua chuộc được lòng tin của Việt Cộng nên được cân nhắc lên chức đội trưởng nhà bếp, đội trưởng nhà bếp ngủ ngoài. Khi cuộc đời thăng hoa rồi, Hà Sơn mới thấy chưa đủ, phải có rượu chè và những nhu cầu khác nữa. Lấy gạo và thực phẩm của tù đem đổi chác. Đó là đạo đức của Hà Văn Sơn lúc ở trong tù nha quý vị. Lấy gạo và thực phẩm của tù đem đổi chác, cán bộ bắt được cho vào cùng. Những ngày cùng đó, bây giờ Hà Sơn la làng trên Internet là thành tích chống cộng và rất tự hào, như nhân vật Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng tự hào về bà Phó Đoan vậy. Ngày nào còn biệt kích
thì Hà Văn Sơn không thể trổ ngón bịp ba láp để leo lên sân khấu chính trị được. Thật ra khoảng ngót 10 năm về trước, đồng bào bên Atlanta đã bị Hà Văn Sơn bịp rồi. Khi được bầu vào ban chấp hành cộng đồng, Hà Sơn gọi điện thoại khoe khắp nơi. Chỉ một thời gian ngắn, bản chất lưu manh, tích lũy trong nhà tù lại bộc phát, buộc lòng cộng đồng phải đuổi Hà Sơn ra khỏi tổ chức. Tờ báo Chính Nghĩa của Hà Sơn là một phương tiện để bắt địa phải về vùng Atlanta đi sâu vào sinh hoạt địa phương mới thấy. Hà Sơn có thêm 100 tờ báo và có viết mỗi ngày hàng trăm mai, gửi chửi bới, nói xấu biệt kích, cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ có Hà Sơn lăm le, leo lên sân khấu chính trị mới phải lừa bịp đồng bào, nổ cho to để kiếm chác. Còn anh em biệt kích thì ai cũng làm ăn lương thiện, chấp cho Hà Sơn nói xấu 100 lần, chúng tôi cứ bình tĩnh không thèm trả lời, cho Hà Sơn tha hồ viết, tha hồ nói, mỗi ngày hoặc mỗi tuần, chúng tôi chỉ cần kể một chuyện thật về cuộc đời lưu manh của Hà Sơn mà thôi. Khi nào Hà Sơn tự nguyện từ bỏ việc lường gạt cộng đồng, lợi dụng to mồm chửi Việt Cộng để kiếm chác, và chỉ khi nào Hà Sơn thành tâm chống cộng thì chúng tôi sẽ nhận Hà Sơn là người lương thiện như trăm ngàn người lương thiện khác đang sống lành mạnh trong cộng đồng, trong đó có chúng tôi. Biệt kích Trần Văn Quý, điện thoại 651-644-0465, địa chỉ là ở đâu bên Mỹ quý vị. Ly đọc ra để cho quý vị thấy rõ bản chất của con người Hà Văn Sơn. Vậy đó quý vị, mà suốt ngày làm những cái clip, và đặc biệt nhất mà Ly căm thù nhất, ví dụ như một kẻ như Ngô Kỳ á, có xúc phạm Bác Hồ, Ly cũng có thể hiểu được là chạy chưa bao giờ về Việt Nam. Mà cái thằng Hà Văn Sơn già đầu rồi, đầu bạc hết rồi quý vị, nó về Việt Nam chơi cả tháng trời, đi khắp từ Bắc chí Nam. Và bản thân nó cũng gặp lãnh đạo Việt Nam, cũng khen Việt Nam ngày nay khác lần xưa nhiều, thấy thế nọ thế kia. Nhưng mà khi quay trở lại Mỹ thì chửi, nói phát ngôn, tức là vốn dĩ cái bản chất rồi quý vị, cho nên cứ bị người ta vô comment chửi, thì mỗi lần bị người ta chửi nó thì nó đè Bác Hồ nó chửi. Mà quý vị nghe này, mình gọi nó là nó là mình đã thấy mình cũng mất lịch sự rồi nhé. Mà nó dùng một cái từ là ông Hà Văn Sơn, cho Ly nói nguyên văn để truyền tải đúng cái ấy. Ông Hà Văn Sơn đang ỉa vào não của bọn con cháu thằng Hồ Chí Minh đấy. Thì quý vị có chấp nhận được một cái câu này? Cho nên Ly mới nói nè, cái thằng này nếu nó về Việt Nam nữa đó quý vị, thì người dân Việt Nam nên đón nó tại tại phi trường á, ném phân vào mặt nó mới thỏa mãn. Chứ nếu không cứ tưởng á, nó chửi đã cho nó về, chửi đã cho nó về, nó coi thường nha quý vị. Đơn giản vậy thôi. Chỉ Ly chỉ hôm nay bức xúc quá Ly lên Ly nói vậy, chứ mà nói nhiều quá cũng trở thành nhàm. Nhưng mà thằng này á là gì, đánh chết cái nết nó chưa, bởi vì cái bản chất lươn lẹo lọc lừa, gian manh, dối trá, đạo đức giả của Hà Văn Sơn nó đã hình thành từ bé rồi, hình như cha mẹ nó sinh ra nó dậy rồi quý vị. Cho nên bây giờ mình vạch mặt để cho cộng đồng biết rõ hơn, tại lâu nay cứ nó xưng là biệt kích rồi thế nọ thế kia. Thì bây giờ đây là thông tin, nếu quý vị muốn đọc kỹ á, quý vị chỉ có gõ trong Google cái câu là hồ sơ tội ác của Hà Văn Sơn là nó ra rất nhiều. Người ta chửi Hà Văn Sơn đầy tên mà toàn những người chống cộng chửi nhá quý vị. Tức là phe của Hà Văn Sơn. Nhưng mà họ căm thù Hà Văn Sơn từ lúc còn ở trong trong trại cải tạo lẫn cơ. Đó, thì hôm nay Ly cung cấp cho quý vị. Quý vị chỉ việc gõ vào là hồ sơ tội ác của Hà Văn Sơn là nghe đồng đội Hà Văn Sơn tố Hà Văn Sơn từ khi trong tờ trại cải tạo cho đến sang đến Mỹ, lừa cả Mỹ luôn á, mà tự hào về Việt Nam nổ, và luôn luôn cho rằng là chúng ta ở trong nước là chưa đi đâu ra ngoài, cho nên là giống như kiểu ếch ngồi đáy giếng á, cha nó hay có cái suy nghĩ đó, và nó bảo Việt Nam mà cứ phát triển như chưa là cái gì, cho nên đừng có là tự hào, đừng có là khoe khoang. Thì quý vị nghe cho rõ cái mặt thằng này, và
Ly chỉ mong lần sau nó có về, anh em nào mà gặp nó, cụ Nhàn hay bất kể ai gặp nó, chỉa vào nó bóp, bóp cò luôn cho Ly cũng được. Còn Ly mà gặp hết, Ly lần sau chỉ cần Ly biết nó về thôi á, là kể cả đang đi làm Ly cũng xin sếp cho nghỉ để Ly đi đón. Đón mà khi đón là Ly sẽ ném nguyên bọc phân vào mặt nó. Thiệt, Ly làm thiệt luôn á. Muốn công an bắt Ly cũng chịu. Đó. À, mình phải thể hiện cái thái độ căm phẫn đối với nó, chứ không nó tưởng người Việt á, thấy nó về là dễ dàng giải quá rồi nó coi thường. Thôi nha quý vị, tạm biệt quý vị nhé.